Phòng khám chuyên khoa học của truyền thông Nam Thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Thầy ơi, cho con hỏi, con bị mề đay mấy tháng nay, uống thuốc thì đỡ mà hết thuốc thì lại bị. Mẹ phết mấy cái dị ứng, mẩn ngứa dị ứng này. Đấy là còn nhiều người còn đi ra bác sĩ xong bùng phát lại bị kết luận là gì? Mề đay vô căn mạng tính. Đã vô căn là không có căn cứ, không tìm ra nguyên nhân đâu, lại còn gây thêm chữ một từ nữa là mạng tính. Ôi thế là đủ rồi. Trước thì cứ một tháng bị một lần, sau lại lửa tháng, xong dần 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 cứ mỗi ngày bị, ngày nào cũng ngứa, mẩn hòn mẩn cục ra. Và thuốc thì có những dòng thuốc gì? Một là có thể là dùng Tenfab, hai là Triamcinolone, ba là Claritin, hoặc là thành phần của nó là Loratadin, hoặc là những cái viên như là Chlorampheniramine, hoặc là những cái viên mà hồng ấy, loại nhẹ nhẹ ấy, nó là Thelalen, mà mấy bà không biết tiếng nước ngoài đọc là Thelalen, kiểu viên. Nhưng mà tất cả gần như những cái thuốc mà điều trị dị ứng đều có tình trạng gây buồn ngủ, uống vào buồn ngủ rít với mắt. Cho nên là thường nó ghi ở dưới là lại uống khi tránh uống khi đi tàu xe đó. Nhưng mà đấy bạn còn đây chắc chắn là thuốc tây rồi, vì nếu mà thuốc đông y thì nó không nhanh như thế. Thế còn cái chứng bệnh này trong đông y gọi là phong. Vì là sao? Hôm nay nó ngứa ở trán, ở mặt, ngày mai nó ngứa ở môi, xong tiếp lại ngứa ở bụng, hoặc ngứa ở lưng, thậm chí ở ngứa ở phần phụ, phần chính, ở chạy lung tung mũi tinh, nó gọi là chứng phong. Và đông y coi cái chứng này là do một là thận không kiện vận, không vận hóa, không điều thủy được; hai nữa là do gan không thải độc được; và thứ ba là do phế, là phổi không lạp được khí, không chủ được vệ khí và không chủ tuyên phát và túc giãn được. Thế thì với những cái chứng bệnh này, đầu tiên cần phải gì? Là một là uống đủ nước, hai là phải ngủ sớm. Nếu mà không uống đủ nước thì cơ chế một là thận không có đủ máu để tưới, máu không đủ để tưới vào thận để thải độc; hai nữa là cũng không thể làm loãng máu ra để gan được thải độc; và ba nữa là cũng không làm loãng máu để đưa đến phổi, để phổi lạp oxy, để gọi là gì, quá trình cân bằng tế bào ở trong nội mô để thải độc ra, thì kiểu gì cũng gây ngứa. Đấy. Và cái bài thuốc để điều trị cái chứng bệnh này là gì? Một là có thể là cái xả đất, tắm cũng hỗ trợ điều trị rất là tốt; hai là lá khế vò ra tắm cũng ok. Còn đông y thì có một cái bài thuốc siêu tốt, đó là tiêu dao tán da giả than, nó dị biệt để điều trị. Và với cái chứng bệnh này phải xác định luôn từ 3 đến 6 tháng chứ không nhanh được đâu. Nghe thì bùng phát bị ngay, nhưng mà cả tích lũy cả một quá trình rồi, và đến ngày hôm nay nó bị ra thì cần phải chữa rất là lâu. Và đương nhiên rồi, muốn nhanh thì liên hệ trực tiếp đến phòng khám thì mình sẽ có cái cách